Ngày 7 tháng 1, thành phố Uông Bí tổ chức hội nghị công bố quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu đô thị và thương mại tại phường Yên Thanh. Theo đó, khu vực nghiên cứu lập quy hoạch thuộc khu Y8, quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000, khu đô thị mới trung tâm phía Nam thành phố Uông Bí. Có diện tích gần 10.000 ha, quy mô dân số khoảng 1.000 người. Theo công bố quy hoạch, khu đô thị và thương mại tại phường Yên Thanh bao gồm các hạng mục đất xây dựng nhà ở, đất cây xanh, thể dục thể thao, đất giao thông, hạ tầng kỹ thuật. Qua nghe đơn vị tư vấn trình bày đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, hội nghị đều nhất trí cao với mục tiêu tính chất của quy hoạch. Ngoài ra, các đại biểu tham gia ý kiến tập trung vào nội dung như cần nghiên cứu xem xét phạm vi ảnh hưởng đến khu vực nghĩa trang nằm trên đất quy hoạch, có phương án giải quyết vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, tổ chức cắm mốc quy hoạch và lắp đặt biển công bố công khai quy hoạch trước ngày 20 tháng 1 năm 2020.